Đây là số hung khí mà nhóm 7 thanh niên đã mang theo đập phá nhà cửa và làm hư hỏng nhiều tài sản của gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm ở khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên để đòi nợ. Qua điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, chị Cẩm làm việc tại tỉnh Bình Dương và có mượn của Đỗ Đình Hoàng ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Lê Văn Tài ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 30 triệu đồng với hình thức trả góp trong 2 tháng phải trả cả gốc lẫn lãi là 50 triệu đồng. Do số tiền lãi quá lớn nên chị Cẩm không có khả năng chi trả sau đó chị Cẩm về thành phố Long Xuyên lánh mặt. Trong buổi sáng ngày 2 tháng 3 năm 2021, Tài và Hoàng cùng với năm thanh niên khác mang theo dao tự chế, dựa, bình xịt hơi cay, gậy điện, đi ô tô từ Bình Dương đến nhà chị Cẩm tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên để đòi nợ. Đến nơi, cả nhóm dùng hung khí đập phá nhà cửa và làm hư hỏng nhiều tài sản của gia đình chị Cẩm. Sau đó, cưỡng đoạt xe máy trị giá hơn 44 triệu đồng của chị Cẩm. Công an thành phố Long Xuyên đã đến khống chế bắt giữ nhóm 7 thanh niên đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc, đồng thời thu giữ xe ô tô, nhiều hung khí và các tăng vật liên quan. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên dương tính với ma túy đá. Tối ngày 2 tháng 3 năm 2021, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, trưởng Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 thanh niên này về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất đăng ký kênh youtube báo thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn